Mến chào các bạn ha, hôm nay nhớ đi ra đồng thì nhìn thấy chiếc máy cày hồi ơi MF này hình như còn mới nè đó, nên cũng muốn ghi hình cho các bạn mình xem ha. Ồ má ơi, trời lẹ gì, cái này có turbo không ta đó, các bạn thấy không, khung cảnh đó, máy cày Tây Ninh ha. Wow, ồ con này hai cầu luôn nè, con này hai cầu các bạn, vậy thì nó chắc là mấy cái dòng lớn lớn các bạn ơi, chứ không phải mấy cái chiếc gì MF 135, 165 này nọ đâu. Chiếc này chắc lớn á. Để lần đó ha, ghi hình cho các bạn coi ha. Hả? Không, bạn của anh. Hai anh em đi chung. Đó, mấy anh em mới cài ha. Ừ.